Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị đang có những diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 8 chuyên án lớn, 31 vụ án, bắt giữ 71 đối tượng, thu giữ hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, 2,51 kg ma túy dạng đá, 2 súng quân dụng cùng các tang vật liên quan. Trong đó nổi bật, tháng 9 năm 2018, lực lượng đã lần lượt phá thành công 2 vụ vận chuyển 100.000, 200.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là 2 vụ án lớn nhất từ trước đến nay về ma túy tổng hợp mà lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị phá được. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ti An ninh tỉnh Sa Văn Na Khệt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phá thành công chuyên án vận chuyển 94.000 viên ma túy tổng hợp với số lượng lớn tang vật và bắt giữ một nghi phạm người Lào. Có những chuyên án chúng tôi phải đi sâu vào đường dây ổ nhóm của đối tượng bằng các vai đóng để làm cho đối tượng bộc lộ được bản thân. Do vì vậy đối tượng thì càng ngày càng manh động và liều lĩnh tìm cách thử thách trinh sát. Do vậy buộc chúng tôi phải là hiểu rõ về đối tượng và thực hiện từng câu chữ, từng lời nói là phải chuẩn chỉnh. Nếu như không có một chút sơ hở nào đó thì đối tượng sẵn sàng là thủ tiêu chúng tôi. Thì đi kèm với cái đối tượng nghiện cái tiền ăn ma túy là những đối tượng nhiễm HIV hoặc là các bệnh xã hội khác. Trong trường hợp khẩn cấp thì lúc đó thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là cái thành công của chuyên án và cái hiệu quả của chuyên án này, thì khi đó là lực lượng đánh án chúng tôi không nghĩ đến cái vấn đề này nữa mà tất cả tập trung cho việc đánh bắt. Khó khăn vất vả thì nhiều lắm, nguy hiểm cũng nhiều. Anh em khi mà đi làm án thì cũng không biết là có về được bình an hay không. Vì nhiệm vụ bản thân mình cũng phải bí mật đối với con. Sau khi kết thúc chuyên án trở về thì mình thông báo cho vợ con. Và có những sự nguy hiểm, những giác cố như vậy nhưng chúng tôi cũng không bao giờ để cho vợ con biết vì sẽ khiến cho hậu phương mình càng thêm lo lắng. Lẽ thường thì ai cũng muốn chọn cho mình một công việc an lành, hạnh phúc với gia đình và người thân. Thế nhưng vì nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ biên phòng trên mặt trận phòng chống ma túy và tội phạm, các anh đã phải gác lại niềm riêng. Sau những chiến công, bởi đặc thù của công việc là phải bí mật, nên các anh chưa một lần đứng trên bục danh dự để được tôn vinh, khen thưởng. Một sự cống hiến hết sức to lớn, nhưng rất thầm lặng của các anh là để cuộc sống này luôn được bình yên, hạnh phúc.